Ta đang làm tay tập số 14. Sau bài tập số 14 thì chúng ta đã hoàn tất xong cái phần mà dịch sang tiếng Việt rồi. Tập hết rồi. Còn một số câu nữa. Cái việc tôi đồng quan hệ lên là nhưng mà trong cái lần này á, khi mình làm á, chúng ta phải cần ghi các động từ tiếp khác ra. Cái việc gì khi cấu trúc câu của hai cái động từ, một là tốt biến ngữ phân từ và cũng như là bất định thứ, chỉ ghi hai cái đó thôi, còn các loại động từ khác phía sau chúng ta còn đi để tiết kiệm thời gian hơn. Dạ, bất định thứ với bất biến quá khứ phân từ. Mà hai điểm tôi làm, hai điểm đây là cái tiếp theo. Vừa trước chúng ta xong câu số 8 rồi. Đó là xin lỗi. 5 làm xong rồi có thể gửi qua tin nhắn cho sư, gửi qua cái phần chat ở trong số 9 chúng ta sẽ làm. Câu số 9 chúng ta sẽ làm Mayan Chata Di Ara Chia Susana Ngam Toa Bút Ba Di Ô Chí Nít Sa Ma. Ở đây động từ chính, động từ cuối của chúng ta sẽ là Ô Chí Ô Chí Nít Sa Ma. Câu thứ ba số nhiều ở câu thứ nhất số nhiều thì tương lai nhỉ, hợp với chủ từ sẽ là Mayan. À, trước đó chúng ta có một cái ngành toa có biến quá khứ phần từ, chúng ta có Ada nhé và có biến quá khứ phần từ luôn. Thông thường chúng ta sẽ có hai cách dịch, một là chúng ta sẽ dựa vào động từ cuối nhỉ? Chúng ta sẽ dịch cho hai cái bất biến quá khứ phần từ như trước luôn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái cụm từ tức là sau khi rồi bắt đầu tới chủ từ, và các động từ sau đều dùng theo nghĩa tương lai cả. Đó là hai cách nữa, thì cách nào cũng được cả. Con có phải biết ngữ căn không? Dạ có biết rồi. Các vị sẽ thấy các hành động sẽ tuần tự sự gì. Thứ nhất là cái gì? Thứ nhất đó là những chất ta đi ăn giác được sau khi cầm lấy những chiếc dù chúng tôi, sau khi cầm lấy những chiếc dù rồi bắt đầu mới đi vào đâu, mới đi vào nghĩa trang, mà đi đến vào nghĩa trang nghĩa địa rồi bắt đầu mới sẽ hái hoa. Các vị phải biết cái tuần tự chứ, tại sao mà biết lại không có theo tuần tự? Cái câu trước câu người ta đã biết như vậy. Anh gì đây? Sau khi đi đến nghĩa trang cầm những dù lộn, cái này không đúng rồi. Chúng ta phải biết tuần tự đảm bảo rằng bất biến quá khứ phân từ tức là động từ được diễn ra thứ nó a đa giá trước rồi mới ngang toa, sau rồi mới cái động từ chính tức là ojinisama. Cho nên chúng ta phải sửa lại hết.
Thảo Nguyên nữa. Thảo Nguyên, chúng ta sẽ coi cái động từ cuối đó là gì, chia theo tương lai mà. Cho nên chúng tôi sẽ cầm dùng, nếu mà các vị mà dùng như vậy thì các vị sẽ là chúng tôi sẽ cầm những chiếc, những cây dù nha, chiếc cái ta biết là số nhiều rồi nè. Rồi hơn nữa là gì? Phải đi vào nghĩa trang và hái hoa, thì cái chia sẻ chúng ta đã bỏ phía trước rồi. À, đa giá đó là cầm lấy nha cô, mang theo cầm lấy. Dạ không, bữa nay có biên mới rồi. Sau khi cầm lấy những cái dù hay một chiếc dù chất tha đi, có cái đối cách của nó này, yeah. Chất tha đi thì chi tiêu số nhiều. Cái gì mà hái hoa vô viết nghĩa trang mới đúng thưa sư. Ở đây sư đâu có nói là cái ngữ cảnh là cái vị như thế nào, nhưng mà lớp ở đây là phải cầm những chiếc dù, người ta từ nhà người ta phải cầm dù, rồi người ta mới đi vào trong nghĩa trang mưa mà, rồi vào đó người ta mới hái hoa, đâu phải ta vào là cúng hoa cho người chết theo kiểu Việt Nam mình. Cái này là làm theo tiếng Việt rồi. Làm theo suy nghĩ. Sẽ cầm lấy những chiếc, những chiếc dù, cây dù. Cô Hảo nó ghi lên chữ đi nữa, đi đến nghĩa trang, theo chữ đi nữa, đi đến nghĩa trang và hái bông hoa. Đúng rồi. Câu số 11. Tâm he quá năng gan toa ga vi na đa tu ba di arahat arahatha. Ở đây là ngôi thứ hai số nhiều mà tích cực sẽ là tâm. Chúng ta sử dụng đó là thì hiện tại cũng được hoặc được cả. Chúng ta sẽ tùy cảm, chúng ta sẽ có. Phía trước chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta có qua có biến quá khứ tương tự và chúng ta có đa tu là nguyên thể. Như vậy đây là hai hành động được diễn ra ha. Gan toa trước rồi bắt đầu arahatha. Share. Rồi ở đây đó là câu 11 hả? Tức là các anh đó, hãy đi đến rừng, chúng ta có thể dùng thêm mình cách cũng được. Tức là chúng ta dùng thì hiện tại cũng được ha, tức là các anh hoặc các bạn đi vào rừng, rồi như thế nào, phải như hãy đi vào rừng và cái gì, và mang banana. Ở đây đó chúng ta dùng cái nghĩa là cái gì, banana, banana có nghĩa là lá hả, và banana tức là nhiều lá. Và đa tung ở đây là dùng theo nghĩa tức là để cho, từ cái động từ đa đa tí mà ghi ga vi na, tức là chỉ có bò cái nữa. Như vậy đó là các anh đó, hãy đi vào rừng và đem những lá để về cho những con bò cái. Sau khi đến rừng, các anh hãy đem lá về cho những con bò cái. Rồi, chúng ta dịch như vậy cũng được. Luôn luôn là chủ từ phải sau cái cụm và sau khi nha. Bất biến quá khứ tương tự là gan toa, gan mát, gan cộng giác. Cô. Gam toa M N cho phép M. Cái kia là gam toa. Dưới nữa. Đó, gam toa. Em mà ngữ căng thì M là đúng rồi. Rồi bất định khứ là gamit ha. Em M đó rõ rồi.
in tòa à, Arita. Dạ rồi. Không. Các vị làm xong rồi chat rồi gửi lên cái phần mục chat. Rồi câu số 9 thì chúng ta sẽ thấy rồi là A đa giá. A cộng căn đa cộng với giá. A đa giá này là bất biến quá khứ phân từ có động từ gì? A đa tí hoặc A đa đa tí nha. Từ căn là đa là cho đó. Đa có nghĩa là đưa tới, biếu, mang ra. Mà A đa đa tí là lấy lại, mang nghĩa là cầm đi, đem theo. Rồi kế tiếp là gì? A đa dí, đâu ra A đa dí? Không, hình thái A đa dí là bất định khứ đúng không? Dạ, biết không? Không có cái hình thái bất định khứ đó. A đa giá này á là nó bất biến quá khứ phân từ của động từ A đa tí hoặc A đa đa tí. Thì khi mà chúng ta chia về gọi là bất định khứ, chúng ta phải chia về cái gốc của nó chứ. Không, cái câu trên thì đúng rồi. Mà ở đây là chúng tôi đúng không? Chúng tôi như vậy thì A gì? Không a đá, a đá gì? A đá dim số. Dim ha, dim ha, a đá dim ha, a đá dim ha. Cô ghi dùm sao lại cái nguyên cái động từ ngoài, động từ ngoài a đá dim ha, lấy cái động từ a đá đa tí ra. A đá đêm ha. A đá đêm ha. Rồi, biết cái đó ra. Cộng với cái gì? Cộng với căn đa. Cộng với cái gì nữa? Không ấy cô được. Không ấy là cô được ghi ngữ căn. Cô biết cô ghi gì không? Cô ghi verbal base đi. A đá đa. Cô ghi như vậy cho nó dễ. Dễ không? Bằng a đa đa a đa đa rồi cộng với im ha rồi a đa rồi đó nó vào vậy. Tương tự như vậy thì chúng ta có gam toa, gam toa là gam 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 cộng toa rồi. Rồi chúng ta có câu số 12. Câu số 12 đó là cái gì? Là máy dân lô cha nè hi rô ba ni ma si toa su khăn đúc khăn chát la ba ma. Động từ cuối chúng ta sẽ là la ba ma ha. Chia theo ngôn thứ nhất số nhiều nhỉ? Hoặc chủ từ sẽ là máy dân. Chúng ta có thể sử dụng là cái gì? Chúng ta sử dụng là động từ hiện tại hoặc nhân bình định cách đều được cả nhà. Nhưng mà trước đó chúng ta có ba si toa ha. Bất biến quá khứ phân từ, một cái bất biến quá khứ phân từ có nghĩa là nhìn thấy ha. Chúng tôi nè nhìn thấy cái gì? Rupani là các cảnh sắc nè.
Lojane, Lojane có nghĩa là con mắt hả? Bằng bằng đội bằng bằng các mắt hả? Chúng tôi thấy các sắc bằng các mắt và cảm nghiệm, phải nhận lấy. Lớp ba má ở đây tức là cảm nghiệm, phải nhận lấy ha, an lạc và đau khổ. Tức là do nhìn thấy cái cảnh sắc, do nhìn thấy cái cảnh sắc với các mắt vậy, cho nên chúng ta mới nhận lấy khổ đau và an lạc. Chị chán này thì chán của xuất khanh nha, xuất khanh chán, đúc khanh chán nha. Và chúng ta có thể thấy tiếp nữa là gì? Xuất khanh chán, đúc khanh chán, hoặc như là xuất khanh chán, đúc khanh chán, hoặc như là xuất khanh, xuất khăn đúc khăn chán. Có ba hình thái viết đó. Cô Lan cô sửa là chúng ta đi. Yeah, chúng ta cái cách trình bày này tức là cả cái người nói và cũng như là cả chúng luôn, chứ không phải áp dụng chỉ hạn chế về cái người chúng tôi. Cái địa hiệu tiếng Việt của mình nó hay như vậy, chúng tôi và chúng ta nó khác nhau. Chúng tôi tức là hạn chế là cái người nói thôi, nhưng mà khi chúng ta là áp dụng là bao gồm luôn cả người nghe luôn. Yeah. Như vậy là do nhìn thấy các sắc với các mắt mà không có sự quán chiếu, không có yoniso manasikara, cho nên đó, chúng ta mới cảm nghiệm lạc và khổ. Sau khi nhìn thấy các sắc bằng các mắt, tại vì lô cha nê hi bằng các mắt, hoặc với các mắt cũng được. Sau khi thấy các sắc với các mắt, các sắc ở đây chúng ta phải ghi là các cảnh sắc nha, nói đúng rồi, các cảnh sắc. Sau khi thấy các cảnh sắc với mặt bằng vô một sai chữ đây bằng với ai bằng với các mắt rồi chúng ta nhận lấy, chúng ta nhận lấy, nhận lấy chứ là ba tí mà là nhận lấy hoặc cảm nghiệm đó, cô hiểu không? Bây giờ mình nhận lấy là mình nhận lấy là cái vật mà nó hiển hữu, còn khi mình cảm nghiệm tức là cái gì? Mình cảm nhận đó. Nó mà còn là còn cái từ mà cảm nhận nha. Sau khi thấy các cảnh sắc với các mắt, chúng ta cảm nhận khổ và lạc, khổ và lạc luôn. Chúng ta cảm nhận khổ và lạc. Chữ cảm nhận là hay, vừa có chữ nhận, vừa có chữ mà thông nhận trong đó, vừa cảm giác nữa. Cảm nhận. Khổ và lạc. Có 11 đây. Cô gái sẽ ra chợ để lấy vải cho cô. Nhầm rồi cô Thảo à. Cô dạ. Thảo. Không có nói cô vậy, nói người khác. Sẽ ra chờ đến nay vậy. Cô đang viết câu 10 hay câu 11 vậy? Câu 11 không có à? Câu 10. Cái nhân quá thật. À, nó đang câu 10. Rồi chúng ta nhìn coi. Chúng ta đang sửa câu 12. Câu 2 kế tiếp tức là cái gì? Bất biến quá khứ phân tử tức là passive toa, tức là dispass á cộng ít toa. Rồi đúng, passung. Vì rằng chúng ta mà sao lại chia ung và im số hãy. Ung và im số là ngôi thứ ba số nhiều hãy. Mà ngôi thứ nhất số nhiều là im ha. Rồi lên sửa nhá. La bi toa. La cộng bi toa. Im ha. Rồi câu số 10 sẽ là cái gì? Canh nha quắc thăng a ni tung a ba năng gam ni sa tí. Động từ cuối chúng ta sẽ thấy là tương lai với thứ ba số ít hòa hợp với địch chủ từ sẽ là canh nha. Chúng ta ở đây không có bất biến bất cứ từ mà chỉ có là nguyên thể ane tung thôi. Ane tí, ne tí, ane tí. Ne tí là dẫn đi, ane tí là đem về. Ta nghĩa rằng là cô gái đó sẽ apanak là chợ nha, sẽ đi đến chợ để mang vải về. Sẽ đi đến chợ để mang vải về. Cô gái sẽ đi đến chợ để mang vải về. Rồi vải quần áo gì cũng được cả. Các vị biết
quần áo theo kiểu mà phương Tây đó, chúng ta mới quay, chúng ta mới may ống này rồi bắt đầu làm ấy, chứ mà đưa văn hóa của Ấn ngày xưa đó thì người ta chỉ là một bánh vải thôi, người ta quấn. Ngay cả cái sari đi nó cũng rất là dài, rồi được họ quấn ở dưới rồi cái phần trên nó choàng lên phía trên. Mà con hiểu là cái A này A nê toan, A là trường âm, A là trường âm của phía đầu là A nê tí kìa, A nê tí kìa, A nê tí luôn. Vậy là đều là cái đó là những cái gì? Đó là tiền tố hết. A cộng ní, ngữ căn đâu? Ngữ căn đâu? Cái dấu ngữ căn. Anh ấy đó, anh ấy đó, yeah. Cái ngựa căng. Có 11 tiếng 3 rồi, anh ấy toa, anh ấy tí, anh ấy toa. Tại anh ấy tí là có viết ra dư thôi chứ đâu có cầm nhỉ. Anh ấy toa, rồi bắt đầu bất định thứ của nó là gì? Anh ấy xí. Anh ấy xí. Đúng, anh ấy xí. Anh ấy vẫn giữ lại, tức là chúng ta lấy thêm verbal base của nó thôi, là anh ấy. Cô biết viết vậy là cô biết á, rồi cộng với xí. À, xin lỗi, á cộng với ý, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi. Rồi còn cái nữa con. Hết rồi đúng không? Dạ hết rồi. Còn cái động từ của nó là gamisati, chữ gam hả? Gam thì phía trên có rồi, tôi khỏi viết luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, như vậy câu 11 đúng. Gamitha. Câu 12, basim ha, basim ha. Basa chưa sửa nha. Không biết là đôi đây. Câu 11 có hai động từ. Dạ thôi, phía trên có rồi cho nên là khỏi. Phía trên có rồi, gam toa đây này. Thì gam má đó. À gam gam ni sa tí. Thì bất định khứ chúng ta sẽ làm cái gì? Bất định khứ cho nó là gì? Gam mí thôi, để cho gam mí rồi. Bất cứ không được sửa sửa. Đâu là ông im xuống. Bác sĩ hát với sim ha thôi. À, bác sĩ cộng với im ha, im ha. Rồi, còn cái con 10 còn có thêm động từ nữa đúng không? Muốn như vậy thì gamis là thì nó sẽ là gam ý đúng không? Gam ý. Gam ý thì bằng gì? Gam cộng ý, gam đi luôn. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Tôi biết có tương từ là gam má hoặc như là gam toa bằng gam cộng giá hoặc là toa. Nếu mà cộng với giá đó thì tự đổi ra là m y để thành là m m chấm phẩy cái, nếu mà m m với t thì nó đổi thành n t đó, viết lượt vậy cho nó ra hai cái luôn. Dạ rồi, dạ xong rồi. À chưa chưa chưa. Ô chí ni, ô chí na tí, à quá. Ô chí na là có chấm dưới đúng không? Cái gì kiểm tra coi, ô chí na là có chấm dưới thôi. Trong đề là không có chấm hả? Ừ, rồi không có chấm. Rồi, vậy đúng rồi nhỉ. Dạ rồi, xin mời hai vị kế tiếp nhỉ. Tìm hai tìm ha. Là tìm ha, là tìm ha rồi chính xác.
Nhưng mà ngày mai con nghe. Chưa Tiền tố đứng trước nữa. Dạ không, thường mình nên nhớ là chữ giá đó, thì nó ghép đó, nó phải là cửa canh đa âm. Cửa canh đa âm nó bị đồng hóa chữ giá chứ là âm đó. Còn chữ e đây là cửa canh đó là đơn âm. Cuối cùng nó là chữ ý vậy. Cho nên khi mà ghép chữ giá cho nó sẽ bị đồng hóa, sẽ đồng hóa được. Đây để chứng minh bằng cách là mở ra cửa canh. Ane dán, nhưng mà cấu trúc đó để nó tất cả những chữ nào cộng với giá phải bị đồng hóa đi. Cái chữ giờ xíu. Dạ rồi rồi mời cô lớp làm đấy. Cô, nó chỉ có hình thái là ane giá. Ane giá thì còn ane giá nhỉ? Ane giá là gì? Khả năng cách. Khả năng cách. Dạ khả năng cách. Không mà đi. Rồi. Anh em có đi đứt tiền mà đúng không? Có tiền rất là cái gì bấm xuống cái là rồi khỏi bị chụp. Cái gì cái này chị Thảo biết nó mờ á. Dạ. Dạ. 13, 14, 15, 16 dạ. 15 là quý đố nô. Quý đố nô amatang la bi tòa marana. Nếu mà mình chưa ấy thì mình bước xuống đây mình đứng mình coi dạ. Đúng rồi, bước xuống coi cho nó dễ thoải mái. Các bạn trong Zoom làm đi. Cái gì toàn thì được. Dạ phải là phụ âm phía trước phải là tiền tố. Dạ thì a gầm. Nó không có gầm gì, nó không có gầm mé được nha, phải a gầm nó. Ta phải có tiền tố a. Câu số 15, quý đố nô amatam la bi tòa maranang na la pa yan ti. Động từ thì chúng ta sẽ là người thứ ba số nhiều pa yan ti. Hoặc là cái chữ từ sẽ là quý đố nô. Chúng ta có phân từ của định là ná. Phía trước chúng ta có bất biến quá khứ phân từ la bi tòa. Đạt được. Máy xin rất cảm nhận. Dạ. Còn cái này là pa yan ti. Không, la bi toa là đúng thiệt. Cô đang nói là sau khi cảm nhận đó. Cô cái la ba tiếng có nghĩa là nhận được, cảm nhận, nó còn đạt được nữa. Chúng ta phải hiểu đó. Sự bất tử tức là cái sự giải thoát đó. Phải đạt được, phải cảm, phải nhận được, mang nghĩa là đạt được sự bất tử. Cảm nhận. Bất tử, nhận được.
mà phải đạt đến chứng đạt đến cái tận mức cái trí tuệ thù thắng vậy. Nó mới lấy niết bàn làm đối tượng thì lúc đó là bất tử được, tức là đạo bất quả. Maranang là đối, là đối cấp cho cái ba danh tiếp thì không có sợ, thì không còn sợ sợ hãi cái chết cũng được. Các bậc hiền trí, các bậc hiền trí nó bốn từ, thì các vị có thể là các trí nhân, các trí giả, thì nó có ba từ, các trí nhân, các trí giả. Sao như thế nào các trí nhân, các trí giả? Sau khi sau khi mà chúng ta dùng cái vế mà gọi là sau khi đạt được thì chủ từ phải là sau khi cái vế đó nha cô. Tức là chúng ta phải đặt cái vế là sau khi lên trước rồi bắt đầu mới tới chủ từ con. Cô vừa lòng có sửa là như vậy, theo cấu trúc như vậy. Sau khi đạt được cái gì rồi bắt đầu phải cái rồi bắt đầu mới tới chủ từ. Để chúng ta nhấn mạnh cho cái hành động nó ra trước. Sau khi đạt được sự bất tử. Amata là quá khứ phân tử, nhưng mà ở đây trong trường hợp sử dụng một danh từ nha. Nhìn theo đối cách, sau khi đạt được sự bất tử, các trí nhân, các trí giả không có sợ cái chết. Không còn sợ cái chết. Sợ bỏ chị Hải luôn được, không cần sợ cái chết. Thì trong đó thì chúng ta có bao nhiêu cái động từ, chúng ta cần phải lắp ít toa là một cái, và ba danh tí là một, là một cái nữa. Rồi câu số 13 của chúng ta sẽ là toan so tên á suni tung ga ne na ga ni tung cha sắc cô xí. Trong các phần chú thích ga ni tung này, phía dưới này số 3 này chúng ta có tên là to smell nhỉ. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng động từ ở đây tên là sakko xí ha. Như vậy là ngôi thứ hai số ít nè. Thì hiện tại ngôi thứ hai số ít hòa hợp với chủ từ sẽ là con. Chúng ta đang nói về câu số 13 nha. Phía trước chúng ta có hai cái nguyên thể suni tung và ga ni tung. Và được nối với nhau bằng chữ chá. Như vậy con ở đây là anh hoặc là bạn. Có thể cái gì? Suni tung là nghe được bằng tai và ngửi được bằng mũi. Anh là không có anh ấy nha, anh ấy là chuyển qua ngôi thứ ba rồi nha. Anh hoặc là bạn thì như vậy mới là ngôi thứ hai. Anh cái gạch chéo là bạn thì người ta biết rằng đó là ngôi thứ hai, và anh là chị ấy là biết rồi. Qua ngôi thứ ba đi, anh hoặc là bạn có thể nghe bằng tai và ngửi bằng mũi. Khỏi cần ấy là muốn bảo mặt là của mình à, nó hay không dạ. Của anh ấy thì chỉ khổ gì là cũng có liên quan không ra cùng nào được. Rồi bạn hoặc anh có thể nghe bằng tai và ngửi bằng mũi của mình thì ga nhi toa ga giá. Cô chàng tin ý mua được cô Hoa ga giá cộng toa, nhưng mà phía trước chữ toa có thêm chữ ý được chàng vô với dấu ngoặc đơn. À, đó chữ ý trên đó, chữ ý phía trước à, mình cứ viết bằng luôn chữ ý trong hoặc đơn rồi bắt đầu cái chữ toa à. Gà ý toa. Câu số 15. Câu số 15 là lá bi toa của động từ chân của từ lá bát tí.
Bất biến quá khứ của từ đó là lắc đà. Bất biến quá khứ phân từ sao mà ra thành lắc đa được? Cộng cái gì mà ra lắc đa? Cộng chứ nó ra là quá khứ phân từ, nó mới ra là lắc đa. Cộng này là bất biến quá khứ phân từ, đuôi của nó là toa chứ không là tá, mà nó cộng ra chữ đa. Có hiểu không? Lắc đa đó là căn lắc cộng với tá, quá khứ phân từ nó là past participle. Còn cái này in the gerund hoặc như là indeclinable past participle nó khác nhau nha. Nope. Có. Chữ lắc đá đó là cộng với tá chứ không phải cộng với giá. Tá là chúng ta quá khứ phân từ chưa học. Vậy nó không có trọng tá. Không. Mình nên nhớ rằng khi mà cộng với giá nó sẽ bị đồng hóa nha. Mà đồng hóa ra là chữ BB, mà tại sao nó ra là DD được? Chỉ là khi mà nó cộng với tá thì nó mới lật ngược lại. Hình thái cứ như ghi là lắp ý toa là được rồi. Hôm nào mà khi chúng ta học về quá khứ phân từ past participle, chúng ta sẽ thấy rằng nó biến đổi càng nhiều nữa. Ba giá tiếng chỉ là ba, ba ý toa thôi. Này có hình thái này lắp đúng cái đó thì có. Chưa từ lắp còn tung. Tại vì phía sau nó là tung á thì nó đổi hình thái nó thì được. Lá bí tung lá đục thì được. Lắp cọc đá biến tòa, lắp biến số, lắp bùng, lắp ba. Các trí nhà ưu biến số rồi. Ưu biến số. Gạch á đi con. Xoay á đi. Không gạch chéo cái á. Lắp biến số, lắp biến số, lắp bùng, gạch chéo cái á. Phía trên nó căng lắp. Ở đó đó, mình chẳng là gạch chéo cái á. Ở đó. Lắp bây dùng. La bisande, la bando, la bitung, la dung. Ba giá tí, ba cộng giá cộng tí. Ba di toa, ba di tung. Rồi. Ba di toa, ba di tung bất định. Rồi, bất định khứ là ba di xuống, ba dung. Ô minh xuống rồi. Câu số 10 rồi câu 13 như vậy ra được rồi. Xuống ní nô n chấm dưới cái nữa hả? Không à, xuống ní xuống nô đó n chấm dưới cái. Xuống ní mà cộng với là đâu mà á cộng với na chứ sao cộng với á được. Xuống cộng với na là cộng với ý ô na được xóa bỏ. Xong cái thân xí này. Dạ. Ba di ba di dung ba di san thế vậy đúng rồi. Ba di tung ba di xuống ba dung ba di dung ba di san thế vậy đúng rồi. Rồi nghe động từ rồi ha. Rồi con ngồi xuống luôn. N chấm dưới thôi. N chấm dưới mà a trừ âm chứ phải là a. A trừ âm. Trừ âm a phía trên là có nghĩa a đó. À rồi xuống được rồi. Rồi xuống đấy. Đây. Uno xuống đấy rồi. Để đúng rồi. Rồi chúng ta có câu 14. Câu 14 sẽ là cái gì? Cocotilla andani crocasta molestanti. Ở đây câu 14 chúng ta thấy động từ sẽ là cái gì?
sanh tế nhỉ, từ căn as nhỉ? Như vậy là ngôi thứ ba số nhiều áp thiết sanh tế nhỉ, hòa hợp với là chủ từ sẽ là cái gì? Câu số 14 hòa hợp chủ từ sẽ là cái gì? Hòa hợp chủ từ là cái gì? Anda ni, anda là gì? Là trứng. Cucutia ta là của con vòng gà mái đúng không? Như vậy là gì? Có những quả trứng của con gà mái dưới gốc cây. Cô Hoa nghe. Dạ. Ngồi nghe nè. Dạ. Chủ từ, động từ sẽ là san tí, là ngôi thứ ba số nhiều của ngữ khanh ác. Chủ từ hòa hợp sẽ là anda ni, tức là những quả trứng. Và san tí khanh ác có nghĩa là có những quả trứng của con gà mái dưới gốc cây. Là cái gì đây, nơi gốc cây có trứng của con gà mái nên sửa. Xanh tí áp thế thì chúng ta phải luôn hiện là có, mà chia theo mà chủ từ số nhiều như vậy là có bao nhiêu quả trứng. Nếu mà có xanh tí là có nhiều, có những quả trứng của con gà mái dưới gốc cây. Có. Rồi cái câu dịch đó thì sửa lại. Nơi gốc cây có nhiều trứng. Có những quả trứng của con gà mái dưới gốc cây. Có những phải biết cái là sao, tại sao dịch vậy nha. Tôi nghĩ là nó lụt chưa có đến. Có những quả trứng của con gà mái. Có nè. Có những quả trứng. Có những quả trứng của con gà mái dưới gốc cây. Rồi, câu 17. Câu 17 là chưa làm hả? Ủa sao không đi làm cái thứ tự nhảy xuống câu 17 như này? Để con làm trước. Không, ý là cái anh này có những quả trứng của con gà mái dưới gốc cây. Rồi câu 14 thì đúng rồi. Phương đi chợ nó mà 14 không là 15, 16 mà đi là 17. Anh Huy ra đây. Không, ý nói anh Huy trong. Rồi, câu 14. Có những quả trứng của con gà mái dưới gốc cây. Xanh tí, as. As cộng A cộng N tí. As rồi mình sẽ chuyển xuống cũng là as. Vậy là cuối cùng là cái gì đó? Áp là chuyển xuống, là áp là cái nghĩa gì? Áp nó hoán bị thôi, nó thành chữ xá. Cô nghĩ không nghĩ sửa. Không mở con biết đâu ngay kia trước. A one day. Sáng. Rồi thôi rồi. Cái gì sửa thì chị mà thôi. Tăng tăng dưới là đổi thành AVS. Ở dưới là bốn toa chứ không bằng toa. Rồi,
Bạn bên đây xong rồi nhỉ? Dạ. Toàn. Bạn có 15 với con mười mấy? 15, 16. Chị nghĩ là 15, 16. À, toàn 17, 18 hả? Con 17 là chưa. Rồi, 17. Chị có hiểu là câu này là câu dịch nó rất là mạnh lợi. À, câu 17 chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Tâm hê đam mang sô tông a ra mang gan toa bú lý nê đi xì đá thá. Chúng ta sẽ thấy rằng đây là ngôi thứ hai số nhiều ha. Và với chủ từ sẽ là tâm hê đi xì đá thá. Phía trước chúng ta có một cái gan toa của tiếng quốc thứ chúng ta có một cái nguyên thể sô tông. Vậy hai chúng ta có hai cái hành động được diễn ra từ lớp một là gan toa và hai là đi xì đá thá. Như vậy các bạn nè, các anh nè, như thế nào? Chúng ta dùng cái nghĩa mà lệnh cách cũng được nha. Nếu si đá thá chúng ta dùng theo nghĩa thì hiện tại cũng được, mà chúng ta dùng theo nghĩa mà là cắt được. Nhưng mà trong trường hợp này tức là tiên bảo, tức là các anh đó để nghe pháp, hãy hãy đến chùa để nghe pháp và ngồi và hãy ngồi. Bú lá là gì? Ngồi trên cát. Bú lá là bú lý ná là gì? Cát hả? Ngồi trên. Như vậy trường hợp đó là cát đã chảy ra đó hả? Chúng ta nếu mà chúng ta đọc về Dhammapada Atthakatha đấy, chúng ta sẽ thấy rằng đó khi mà người ta tổ chức cái buổi lễ cúng dường hay cái gì đó, người ta sẽ trải cát ra và sang bằng. Cái văn hóa thời xưa người ta hay người ta mang chân không đó, mang chân không thì mình hay trải cát. Xong rồi đi con đang dịch theo mọi loại là giới thiệu con dịch nghĩa là các bạn đến nghe pháp thì hãy đi đến và ngồi trên cát. Hiểu không? Nếu mà xài mà mệnh lệnh cách mà dành cho này đó là các bạn á hãy đến chùa để nghe pháp và ngồi trên cát, hoặc các bạn hãy đến chùa và ngồi trên cát để nghe pháp được. Như vậy ha, các bạn hãy đến chùa và ngồi trên cát để nghe pháp. Thì cái mà cái sô tông này nó có thể là nói gì, nó là bổ nghĩa cho cả luôn cái bú lý nê ni si đá thá rồi luôn, tức là hai hành động mà gan toa và ni si đá thá là phải diễn ra thứ lớp nhau, phải đến chùa rồi ngồi lên cát, mà mục đích là để làm gì? Là để nghe pháp vậy. Cho nên cái mục đích mà có thể mình đến chùa đó là đến chùa để nghe pháp cũng được, hoặc là đến chùa và ngồi trên cát để nghe pháp cũng được. Như vậy nó thuận câu. Rồi còn câu 16 ha. Câu 16 thì là Manuspa Chittena Chimte Toa Bunyani Krishanti. Như vậy động từ chúng ta sẽ Krishanti là ngôi thứ tương lai nha, ngôi thứ ba số nhiều. Cái chủ từ là Manuspa. Manuspa như vậy là người ta ha. Người ta như thế nào sẽ, chúng ta sẽ có một chim đe toa, tức là có biết quốc tế tự diễn ra chữ Karisanti. Người ta sẽ nghĩ, sẽ suy nghĩ với tâm ý và tạo tác công đức. Chúng ta có chia sẻ phía trước rồi. Sau khi cái gì? Sau khi bằng tâm suy xét, sau khi suy xét với tâm, hoặc như sau khi dùng tâm suy xét, cô có thể dùng như vậy. Sau khi dùng tâm quán xét, hoặc như sau khi dùng tâm suy nghĩ, tại cái chim tê tí nó còn là sự suy nghĩ bình thường thôi. Sau khi dùng tâm suy xét, người ta sẽ tạo những buôn giá thì ở trên cái này là các phước báo, người ta sẽ tạo, người ta làm những phước báo, sẽ tạo cái công đức, công đức là cũng hay hơn, cái công đức các phước báo đều được cả, tạo các công đức các phước báo đều được cả. Rồi ở đây chúng ta sẽ có bao nhiêu cái động từ cần phải chia, một là chim tê tí hả, hai là caris caro tí, mà chim tê tí thì chim tê toa, chim cộng đê cộng toa, rồi chim tê toa là chim tê toa, rồi bắt đầu chim tê xin số chim tê xin số chim ta dìm số đúng chim tay dung chim tết sản tế cũng được chim ta dí sản tế cũng được đây là nào được chim tên tú chim tên tung rồi cari sản tế ở tương lai của caro tế rồi căng nát câu 17. Các bạn hãy
các bạn đã đi đến tỉnh xá ngồi trên cát để nghe thuyết pháp. Anh Huy trật rồi nha anh Huy. Mảnh động từ cuối của nó là chia theo hiện tại hoặc như là mệnh lệnh đều được cả. Nhưng mà đây là cái lời khuyên rồi cho nên chúng ta dùng cái mệnh lệnh cũng được. Rồi, Karisanti, như vậy cá cầm rô Karisanti, bất định khứ là Karimsu Karung, rồi, người ta, rồi bất biến quá khứ phân từ. Ây giá ây dung. So tung là số hả? Ngữ căn là số cộng với na chứ là sao cộng với á được? Số na tiếng mà từ cái gốc của nó là số na tiếng mà cộng n chấm dưới a trường âm a rồi. À số tung hả? Số tung vậy con bôi luôn a luôn, bôi a bôi ý luôn, số cộng với tung luôn, tiếp tiếp thì ngữ căn. Rồi. Xin lỗi. Chắc cũng có. Không, mà bất biến quá khứ mình ung cái là sao bất biến quá khứ mình tự được không? À, qua chứ bất biến quá khứ mình tự được qua chứ sao đâu? Nó nguyên thể nó mới tung. Không. Nhưng mà cá toa như vậy một chữ T thôi. Cá toa. Tại vì nó cứ dựng B phía sau rồi. Hai phụ âm kép rồi. Rồi số tôm số cộng tôm rồi. Ủa là có nhiêu đó thì hả? Số tôm thì hả? Không, ý là toàn nè. 17 cái số tôm. Số tôm chia theo bất định khứ của số tôm. Đã số tiếp phía dưới nữa. Tiếp dưới nữa. Bất định khứ rồi bất biến quá khứ nguyên tử. Lâu lâu mới đi học thôi cho nên là phải được chia cho nhiều. Tổng từ của nó sẽ làm nó xuống đa tiết mà chia theo bất định khứ và cũng như là bất biến quá khứ phân từ. Xuống đa là trong dưới rồi canh toa cái chi toa gầm má biết được ba chữ đưa ra đó đi xì đã thắt đi sát hả? Còn sát nó cộng với y không? Rồi ngữ căn gốc của nó là sát đó, lý cộng sát đó, nhưng mà lý cộng si là si, lý cộng sát là sát, á nó đổi thành đi. Con Lâm chị nghĩ là đúng không? Rồi, đi luôn á, rồi bôi chữ sát đi, á đổi thành ý thôi được rồi, bôi bôi nguyên rồi, thì chị á đổi ý thôi, á đổi thành ý đó, á đổi thành ý, rồi, lý si là hết rồi. Chúng ta có câu 16 nè, câu 16, Karisanti, Karokisanti, Karokisanti, Karimsu, Karun, Karonto, Karayum, Katoa, Karitoa. Rồi, ok, Katoa, Karitoa, Katung. Rồi, Karitung rồi, đúng rồi nhỉ, 16. Như vậy là 15 và 16 xong rồi hả? Vậy. Như vậy còn 18, 19, 20. Nhà mời cô Trang hả? Cái đồ bôi vàng toàn đưa ra giữa
19 câu 20 của anh Huy nát nữa sửa trên kia rồi bắt đầu sửa luôn cho anh. Thấy có mình anh Huy gửi ha, không thấy ai gửi hết. Nào này có gửi rồi bây giờ hết gửi đây hả? Ra rồi hả? Câu 18 đã nói quan tổ su quan là đa tòa nha năng lắp đùm nát sắc con tí. Động từ cuối và sắc con tí là ngôi từ 3 số nhiều hòa hợp với chủ từ sáng tác đã nói quan tổ. Trước khi mình sẽ có một cái bước chứng của từ đa tòa và một cái nguyên thể là lắp đùm. Đã nói quan tổ như vậy là các gì? Đã nói quan tổ là chia theo năng tính nha. Đã nói quan tổ như là các phú gia. Các phú gia như thế nào? Chúng ta sử dụng là động từ hiện tại đó luôn. Sắc cô tiết trước đó là cái gì? Bố thí vàng vàng hoặc là cho tài sản cho vàng vàng rồi bắt đầu không có gì, không thể nhận được. Rồi như vậy là gì? Các phú gia đó không thể nhận được cái trí tuệ nhờ vào cái việc mà bố thí vàng vàng. Chúng ta phải hiểu đến tự cảm như vậy hả? Sau khi bố thí vàng vàng như vậy cũng không thể nào nhận được trí tuệ đâu. Bởi vì nhận được trí tuệ phải là vấn đề phải tạo bằng phước trí, lắng nghe pháp, chia sẻ pháp chứ không phải vấn đề là bố thí. Cũng không thể. Nhưng mà chúng ta có thể dùng như là các phú gia sau khi bố thí vàng vào cũng không thể đạt được trí tuệ, cũng không thể có được trí tuệ. Và chúng ta có thể dịch là các phú gia không thể có được trí tuệ sau khi bố thí vàng bạc. Kiểu nào cũng được. Các phú gia sau khi bố thí vàng bạc không thể có trí tuệ. Anh sẽ nói rồi. Anh sẽ nói rồi cái gì? Nếu mà sử dụng cái cụm mà sau khi đó là đưa lên trên luôn. Yeah. Rồi bắt đầu mới tới chủ từ. Yeah. Còn chủ từ đó phải dùng cái động từ cuối. Một là cái gì? Sau khi bố thí vàng bạc, các phú gia không đạt được trí tuệ, không có được trí tuệ, hoặc như các phú gia không có được trí tuệ sau khi bố thí vàng bạc. Mình nhấn mạnh cái vế sau của nó nhỉ? Có biết cái kiểu nào cũng được à? Không thể đạt được, không thể có được trí tuệ khi bố thí vàng bạc hoặc sau khi bố thí vàng bạc. Số ni toa trường âm toa, số ni toa, số ni toa trên đường trường âm toa ở rồi được rồi. Xin quan hệ số na rồi. Cái tiếp đó là số toa trực áp phía bên này, bên này à đúng rồi, số toa rồi. Bắt đầu số nít tháp, chủ từ chúng ta là câu 17 là tổng thể là ngôi thứ hai số nhiều. Số nít tháp là nít tháp đúng rồi.
biến mất hư phân tử. Có biến mất hư phân tử này toàn nằm phía trên rồi, xuống đi toàn là có biến mất hư phân tử rồi. Không, không đang là chúng ta có đa toa nè, đa toa có biến mất hư phân tử. Yeah. Thì cộng vô cái gì? Cộng S là tí làm gì? Có cái hương tượng phía trước mà nó cộng S cộng tí. Đa với cộng toa luôn. A trường âm thì bị đoạn hóa đi thành áp, A thành áp mới là đáp qua được. Bởi vì sao phía sau nó là T và V vậy? Cho nên nó bị trường, nó bị đoạn hóa thì đáp toa. Rồi, bất định khứ cho nó luôn. Có động từ đó. Mà động từ đó gốc của nó là gì? Là đa đa tí. Bất định khứ của nó sẽ là toàn. Ý đừng có cộng với toa con, ý con mở đóng chữ ý vậy chứ đừng có để dấu cộng. Để cộng nó sẽ thành là một cái thành tố rồi, mà cái thành tố được mình thêm vô thì được dàn vô rồi. Không mười bảy. Rồi Huy làm câu 18 đi, anh Huy làm câu 18 coi. 17 thì nhảy xuống 19, 20 thì cũng câu 18. Tức là cái câu này người ta đang sửa, tôi tiếp sẽ sửa thôi, là câu trước. Nisi đít tháo bất định khứ. Nisi chủ từ sao là tâm 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 he, đúng rồi. Nisi đít tháo. Nisi đã thấy Nisi đít tháo rồi. Nisa á đít tháo rồi. Ok nhở. Dạ rồi. Rồi nó đang như vậy rồi. Câu 17. Nó lọc cọc ở đâu? Bà con nó lọc cọc ở đâu đó? Loài sư thôn hay là con sư thôn? Rồi kế tiếp là chị Duyên nè. Chị nghe câu 7 rồi tới câu 18. Rồi chúng ta còn câu 20. Cứ nói hết rồi nữa. Câu 20. Bác
À, câu 18 đi nhận định là nhận phú gia pháp tài dụng trí tuệ sa di cũng biết rằng hello hello ở câu số 18 cô đã toa chứ không có đa toa cô cái gì đa toa đa toa trong là đa toa đa toa rồi cái gì đa đêm hát hả làm chỉ có đa đêm hát đa đa mà đa đa tí mà ngữ căn là đa đa tí. Thì như vậy là đa đêm hát thì được đa đêm hát đa cộng đêm hát a đặt chéo đa đa cộng đêm hát đa đêm hát thì a đặt chéo cái chữ này thôi xóa đặt chéo với cho nó xóa rồi lấy tay ngồi luôn rồi sắc con tí các con tí hai hai chữ cao luôn hai chữ cao luôn dạ ngữ căng thẳng lên hai chữ cao luôn dạ sắc cô tí hoặc sắc sắc cô na tí nha ở trong đây thì có một chữ ca. Dạ có một thì nó mới đắp bò lên. Một chữ ca hả? Dạ. Một chữ ca xin lỗi một chữ ca. Một chữ ca từ điển tiếng Mỹ cũng là một chữ ca luôn ha. Một chữ ca. Rồi sắc ký toa sắc con tí sắc khu gia sắc con tí sắc ký toa sắc kim số m chấm dưới yeah. Ở ngoài luôn rồi đúng rồi dạ yeah. Rồi biết tiếp đi động từ gì nữa 18 người ta động từ cái đó là đa toa sắc hết rồi dạ yeah. Yeah. Đúng rồi lắp đúng rồi mỗi cặp như vậy có để dấu sao với trước rồi cái đá nè đá đa tí nè và ba cái hình thái đó hoặc hai hình thái đó là để dấu sao để bắt đầu đấy lắc đùng nè hoặc dấu sao nè mà chỉ theo bất định thứ của cái mà lắc đùng nguyên thể có rồi thì mình sẽ phải chúng ta chỉ chia nó là bất định thứ của động từ lắc bắt tí là cũng như bất biến quá khứ tương trường của nó
Rồi chúng ta có câu số 20. Mama bagi ni bun yang labi tum si nang rakistati. Chúng ta có số 18 thì chúng ta chụp rồi. Sắp kim số hả? Mở chấm dưới labi toa lắp cộng a ít và labi ha bim ha lắp à lắp bá là cộng im ha rồi. Này chụp cái này nhớ hả? Covid nhớ luôn đúng không? Rồi câu số 20. Mama bagi ni bun yang labi tum si lang rakisate. Đọc từ cuối sẽ là thì tương lai nha, thì tương lai của thứ ba số đất, thì tương lai của thứ ba số đất. Và họ phải chụp từ sẽ là bagi ni nha. Như bagi ni tức là chị gái của tôi, mama sẽ, và chúng ta có nguyên thể là labi tum, sẽ cái gì, sẽ giữ giới để có được công đức. Ừ. để có được công đức để có được công đức sẽ giữ giới để có được công đức. Labi tôn nhưng lắp đúng đó đều được labi toa rồi lắp bất định cứ labi rồi ok rakhi toa dạ rồi. Còn câu số 19 nhỉ, nhưng mà lần sau nó cứ thế mà phát huy lên. Như vậy con muốn hỏi thưa sư thế tiếp tục là mình rồi. Như vậy chúng ta nói là translate into the Pali. Như vậy và trong đó đó có người ta hiểu lầm mình. Dạ cô Trang, con người chính tiếp tục. Trong khi mình nghe đó đó, cô Lan có những cái đó sai, có những cái mình đúng. Không bị con một với con hai luôn. Ta hiểu lầm mình sai. Thì khi đó đó, xin lỗi phó viên giải thích để cho người các vị ngoài này chuẩn bị và cùng nghe qua cái phần trên này chúng ta có người thì mình hay nghe nói là quán tức thì không cần bị. Dạ đúng rồi, hồi nãy kêu cô người đó là chính. Thì có những cái quán tức mình nên vì sao? Bởi vì người ta không hiểu, người ta không biết, không nghe, người ta không hiểu, thì những lúc đó mình cứ giải thích những người đã có tâm kính để nghe. Họ ra là trước đây họ đã hiểu lầm mình, cho nên á không những mình xin lỗi họ mà họ cũng sẽ xin lỗi mình nữa. Các vị trong Zoom cũng đang hãy dịch một chiêu rồi mà không là tiếp tục lên translate to the party hay không đó, đó là chuyện tùy thuộc vào họ, mình cũng không có mong chờ, nhưng mà cái là mình cho người ta một cơ hội để người ta được hiểu, người ta có thể cảm thông với mình hơn, cho nên mình vẫn nên khi cuộc nói chuyện đó khi nào cũng phải có hai phần, mình ngồi yên lắng nghe người ta nói xong rồi thì mình còn yêu cầu người ta ngồi lắng nghe mình nói lại chứ. Dạ, để được hai chiều. Cảm ơn sư. Dạ. Dạ. Dạ, như vậy là cũng đã hết giờ thiền pháp sáng hôm nay. À, phải không? Thời gian của mình là từ 9:30 à 9:30 chứ không phải là 9:15 sư, năm nhầm, tức là 8:15 tới 9:30. À, nhưng mà nếu như quý vị còn câu hỏi thì mình có thể nói tiếp, còn nếu không thì mình nghĩ sẽ không được. À, có chủ kiện đặt câu hỏi xin mời chú. Okay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính tất cả vị đạo hữu, con Đỗ Văn Trăm là Phật tử của chùa Ba Vàng ngoài Bắc. Hôm nay rất là cơ duyên được dự một cái buổi khóa tu ngày an lạc của chùa Giác Ngộ. Con xin chân thành tri ân công đức của các sư và tất cả các vị. Trong công thức 1 thì đọc từ cuối sẽ bắt đầu bên trên rồi. Bên trên được phút bằng cái gì? Bên trên được phút. Cũng lâu lắm rồi. Có bên trên từ cuối rồi. Không có bên trên từ cuối rồi. Tâm thay sáu sâu chúng con thì rất là vui nhưng có chuyện gia đình pháp trong đi các nơi quốc tế nhưng mà pháp trong gia đình thì rất là khó. Các con và các cháu của chúng con ấy chưa nghe ra. Vậy thì con muốn xin cô mời của cái con cháu để thì nó thấy rằng là chuyện đó nó có mang hình thức tín ngưỡng, thậm chí nó cho là mê tín. Vì nó thấy nó đứng nhưng nó nói là cầu an làm sao an được, nếu như mình đi làm việc ác thì cầu an sao an được, mà người đó mà làm ác thì cầu siêu sao siêu được. Cho nên là cái không phải vàng bây giờ hết cứ mình chú ý rồi hết đúng rồi hết. Em gái hát cô cộng với Na ha, cộng với Na nó ngoái vị ha, thằng Can Ha tiếp tục Can Ha tiếp. Và cộng Na nhỉ, Na trên dưới ở cộng tí. Bỏ chị án đi, gá hát thôi. Gờ hát ở trên dưới Can nhỉ. Đây mời Đức là nào bật loa ra này, hẹn chi mà bảo sao mà nó gà đi khà đi tùng khà đi tòa khà a y tùng khà a y tòa khà đi xúc cứ bỏ ra ngoài luôn. Là tiếp mặt được.
xuống cung bờ là khỏi đi tùa. Câu số 19 là Karako Chattang Ganhi Tung So Banang Aruhi. Ganhi Tung thì các bạn chú thích số 5 ở dưới đây tức là cái gì? To take. Các bạn tôi mình đã biết rồi, Ganhi Tung nhận lấy. Chủ từ sẽ là Karako, tức là bé trai, đứa bé trai hả? Chúng ta dùng cái mức định khứ, đọc từ cuối là Aruhi được. Đứa bé trai đó đã leo lên cầu thang để lấy dù. Cái số ba nát thì chúng ta dùng là nghĩa là cầu thang, bậc thang cũng được được nha, nghĩa là cũng được. Cái đứa bé trai đã leo lên cầu thang để lấy dù. Cầu từ Aruhi, Aruhi và thì con sẽ chèn ý của phía trước con. Chị ý trước chị ta, chị ý với chị ta, à rung và rõ, đó là chị ý đó. Ý đó mà hoặc, phía trên cái đó. Đó, đó, phía trên, à đó, đúng rồi. Cái tiếp là rung hiếm. À rung hiếm như vậy thì cô vẫn phải cộng cái gì? Cộng cái á rồi mới cộng cái ý ha. Không, dưới, ở dưới được. À rung hiếm, cũng được thứ đó. Đó, à rung. Đúng là cộng với á và cộng với ý được. Thì á mới xóa bỏ được. À, đúng rồi. Rồi câu số 2. The maiden planted tree to gather flowers. Cô thích. Ở đây chúng ta sẽ thấy blind. Bất định khứ hả? Mà cứ đã có được cứ là maiden, đó là con thiếu nữ hoặc con gái nha. Umarika cũng được, thành nhà cũng được. Chúng ta có câu 19 nhất rồi. Gan hi toa, ý toa rồi. Gan hi với trai rồi. Không okay. Gian là phải có chấm dưới. Các vị lưu ý nha, biết cái này con gian phải chấm dưới nha. Rồi, hai cái viết hả? Đây viết là ngữ căn. Đây biết là gì? Em biết vô bay và ngữ căn như vậy. Đổi như vậy thì A cũng sẽ bỏ luôn. Rồi. Dạ rồi, câu 19 xong. Dạ, câu 19 xong, kế tiếp. Và một bị nó làm câu 3, câu 4. Mình giữ xem tiếng Bali vậy. Chúng ta có câu số 2 ha. Đã leo lên cây, cô gái, cô bé, chúng ta dùng cô Mari cũng được. Cô Mari mà gọi là leo lên cây tức là Aruhi. Chúng ta Aruhi.
Arohit mà leo lên cây rút khăn. Rút khăn em mời giám dưới. To gather flower. Gather nó còn có nghĩa là pick up nữa ha. Chúng ta dùng cái người con từ gì? Ô chí nà tí. Ô chí nà tí. Ô chí đi tùng. Ô chí đi tùng. Ô chí đi tùng có chấm dưới không? Không có chấm hả? Ô chí đi tùng. Như vậy mà đây là các hoa là chứ đâu có pha đi. À dạ cô. Cô. Căn nhà hả? Cô căn nhà hả? Dạ căn nhà. Du quá. Du quá tí là du quá tí. Từ gốc của nó là du quá tí mà. Cô xài từ kumari nữa cô. Kumari nữa. Kumari là được ăn rồi. Căn nhà nha, căn nhà trường ăn, căn nhà. Nhưng mà cái chữ căn nha là anh gì là cô gái, bao gồm là miễn là cô gái chưa có chồng hay là cô gái, cho nên nhưng mà cái maiden này là anh chỉ cho là thiếu nữ, là dưới 18 tuổi, cho nên chỉ xài cái chữ kumari và chú quá tiền chính xác hơn nha, đừng xài chữ căn nha. Cô bao nhiêu căn nha luôn đi cô. Căn nha. Tại căn nha nó là chỉ cô gái thuần thôi, chứ chưa lấy chồng thôi. Trên máy cũng căn nha vậy. Mà cô mà đi mà chú anh thì chú quá ti thì ổn hơn. Cô mà đi chú quá ti thôi. Bun kito rokasa mole kachim so. Đi đến góc ha. Anh hơi đi đến một góc cây đây. Tại vì câu của nó sẽ là câu số 1 của nó sẽ là cái gì? To the foot. To the foot. Go to the foot. Go to the foot, cho nên chúng ta cái câu mà anh câu số 1 này anh đã mua lăng nha, chứ không mua lê nha. Còn câu số 2 là you want to put party ochini to rút khe. Rohi, rồi. Rohi. Rohi được. Ô chí ni tùng chí cộng na cộng ý tôn a được à, chéo một cái là a chéo một chân đấy a đây là chéo một cái rồi rồi ô chia tông e e o e rồi ô chỉ ní ô chỉ ní cô Mary là đúng rồi a rú ní a rú ní rú a e để có đường khứ đúng không, có đường khứ cô hảo phát mình sư chị a kéo chị a một cái rồi thành chữ d rồi cô viết chữ a là cô gạch chéo đó chính là thành chữ d đó nhìn nó ra thành chữ d ha dạ yeah. Viết chị A ra là chéo vào rồi a ruhi toa a ý toa a riya a riya a riya rồi chính xác cô bôi cái này luôn bôi chị A luôn bôi luôn cái này bôi luôn bôi cái cổng luôn rồi đúng rồi bôi một cái cổng thôi rồi. Dạ rồi, chính xác. Dạ đúng rồi. Dạ, tổng trực tiếp vào luôn. Dạ, Ari nhé.
Con 3, con 4 rồi. Tới con 5, con 6 vậy ạ. Con 5, con 6. 19 giờ 45 rồi sớm. Đây là hết bài này. Con 5, con 6. Câu 3. Câu 3 chúng ta sẽ làm cái gì? I went into the house to bring an umbrella and a cloak. Ở đây chúng ta sẽ đọc went into or went to the house. Went tức là bất định khứ nè. Chủ từ sẽ là I, tức là hàng nè, ngôi thứ nhất số ít. Chỉ là bất định khứ. Đi vào bên trong, went into, enter the house. Nghe hàng bao quý. Á hăng sao lại im hát im ha cô? Bất định khứ. Mà ngôi thứ nhất sẽ ít sẽ lại gì? Im. Im. Đúng rồi. Bà quý xìm. Bà quý sắp tiếng hả? Bà quý xìm. Đi vào trong nhà. Rồi để làm cái gì? Chúng ta là to bring a umbrella and a cloak. Để mang. Chúng ta dùng theo nghĩa. À hả? Để lấy hả? Để lấy được. Để lấy. Vải và lấy dùng. À hả, đi tung. Nhưng mà như vậy chúng ta ghi cái dụ trước. Như vậy chắc tăng là cái umbrella trước. And cloak, tức là quách thăng rồi. Chắc thăng chắc, quách thăng chắc. Ủa sao hai dương hai chị quách thăng được rồi? Trên quách thăng dưới quách thăng. Chắc tăng rồi có quách thăng rồi dưới đây quách thăng nữa nè. Rồi câu số ba này coi. Á hăng chắc tăng chắc quách thăng chắc há rí tôn ghê hăng gách chim sửa lại nha. Há rí tôn không ha, há rí tôn cũng được. Bring đi vào trong nhà. Không chứ. Không, cái từ để không, đi vào trong nhà đó. Để lấy được cái để lấy gì để uống. Để lấy đi, để lấy đi. Lấy đi như vậy chúng ta to bring tức là Harry rồi, đúng rồi, Harry được rồi. Harry bỏ chữ bỏ trừ âm là a đi. Harry tuần được. Tại vì á tôi đã đi vào trong nhà để lấy dùng vào và áo mới đi ra ngoài. Chứ không phải mang, tôi đi vào trong nhà để mang. Mang nghĩa là tôi đã lấy chứ không có để đem về. Để cầm đi. Để cầm đi đó. Các bạn need to take, to bring. Có ba anh đúng rồi. Harry Tung, ghê hăng, cái chim. Yeah, went into, chúng ta dùng theo enter, went into nghĩa là enter, rồi bước vào, bao quý sát tí luôn. Câu cuối của này bôi đó bao quý sung đó, bao quý sim nè. Bao quý sim. Rồi. Này ai hay viết tắt đây này?
Câu số 5, câu số 5 là gì? Là we are able to see objects with our eyes. Điều chúng tôi có thể nhìn thấy các cảnh sắc ha với mắt của chúng tôi. Ba dân sắc cô. Pasintum Rubani trường âm hay cô ha Rubani ở trên hàng thứ hai ở Rubani trường âm các cảnh sát lô trên nè bí rồi chính xác âm hai căn giỏi âm hai căn chúng ta còn có thể dùng nô nữa ha mây hàng nô chắc khu hí mọi giờ lô trên nè hí Rubani đắp thung. Cái mà bác sĩ tông chúng ta còn có hình thức là đắp thung sắc côn á. Đắp thung ở chấm dưới hả? Đắp thung chấm dưới. Rồi chúng ta có là bác sĩ tông là bác á ý tông. Bác sĩ tông. Bậc biên qua khứ phương từ là bác sĩ toa. Dispass á ý toa. Rồi bất định khứ tức là còn có đi xoa nữa, đi xoa bỏ tê đi ha, đi xoa thì là đắp thun, rồi bác sim ha, rồi ok, rồi tới cái động từ sắc cô nữa, sắc cô con không có làm, viết viết đại cho thử thôi, sắc cô đi. Bây giờ sắc cô má là hiện tại rồi, bây giờ chia tới bất định khứ của động từ sắc cô tí. Từ sắc cô tí mình chia tới bất định khứ. Chủ từ nó là má danh như vậy, nó có thứ nhất số nhiều. Sắc kim ha. Không có chuyện hát cô. Sắc cô thì không có chuyện hát. Sắc cô má. Rồi chúng ta có câu số 3. Bá quý sim. Bá cộng quýt cộng á im. Bá quý sim. Rồi. Há rá. Há. Há rí toa thôi cô. Dư rồi cô. Há rá. Tí toa là dư rồi. Há rí toa. Há rí toa thôi. Há rí toa thôi. Rồi cái tiếp là hát rim. Hát rim là chia theo bất định khứ. Rồi hát rim rồi hát rí tung. Hát rí tung là hát á rí tung. Ý được bỏ trong mặt đơn rồi. Rồi câu số 4 là cái gì? The girl ask for a fire brain to make a fire. Như vậy cô gái của Marie ha đã xin cái gì? Fire brain tức là cái gì? Cái nhánh củi ha. Củi đốt để nhóm lửa make a fire. Mà xin ở đây chúng ta dùng từ nghĩa động từ gì? Gia cha tí ha. Mà chỉ tới bất định khứ. Gia chí. Là the girl. Gia trí hoặc chúng ta dùng cái nghĩa cái động từ mà bút chát tí cũng được nha. Bút chát tí có hỏi, có nghĩa là xin luôn. Rồi cái chữ mà có là firebrand chúng ta dùng cái nghĩa là gì? A la tăng. Hết thấy rồi, còn néo ở bên đây thấy gì? Ủa, áp tăng năng hả? Chúng ta dùng theo là gì? Không, chúng ta dùng theo nghĩa là a la tá nha, là firebrand. A la tăng hơn danh từ rồi. A la tá là firebrand. Từ này chúng ta học rồi nha, từ trung tính đó. A la tá. Trước cái động từ mà hỏi
trước cái đồng tự hỏi. Cô ghi Atanang rồi, Atanang chi? Câu số 4. Đây Atanang gì? Atanang là chặt rồi. A la tăng. A la tăng. Rồi, vậy thì được. Và để nhóm lửa đúng không? A la tăng tức là chúng ta dịch nghĩa là cha lê tung. Cha trường âm, trường âm. Cha lê tung. Cha lê tung hoặc chúng ta dùng cái nghĩa là cái gì? Ca tung cũng được nha, đang làm đó, nhóm lửa đó, cha lê tung, áp ghim. Áp ghim rồi. Cú Mari áp ghim cha lê tung a la tăng. Gia trí. Câu số 4. Căn nhà đa rít ca áp ghim cha la cha lý tung cha lá tí à, nếu mà xài không, nếu mà xài mà động từ mà cha lá tí thì được nha, nếu mà cha đó là cha lê tí nha anh Huy. Cha lê tung à, là động từ không có nói cô. Cha nhà cha tí nhà là có dấu không dấu từ. Còn đa rú á, đa rú nghĩa là gì, là gỗ thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta xài cái từ cái a lát tá chúng ta đã học rồi nha. Fire brain. Đa rú nó có nghĩa là gỗ hoặc là khu rừng nữa nha. Ừ. Firewood. Không, nó là piece of wood nha. Giờ xài từ a lát tá. Rồi. Câu số 5 là xong rồi đúng không? Sắc cô má sắc. Ô má ô. Sự sở hình con này thì chúng ta là biết có đúng không? Sắc cô má sắc. Ô má ô. À, được rồi, biết đi, biết lấy sơ sửa cho. Con là con rối có biết được rồi, biết chữ đi. Ở trên có sửa rồi. Rồi, nè. Rồi. Đây trên đây có rồi nè. Rồi lọc lại chi nữa. Đúng. Nhưng mà chỉ biết dấu chân đó ở đâu ra cái chỗ. Tập trung vô lát sàn nữa. Làm đây cứ làm được. Rồi câu số 6 sẽ là cái gì? You smell with your nose and hear with your ear. With your ears. Nose thì lại. Như vậy chữ you này đó là số ít nha, bởi vì sao? Ear đó là hai tai, nhưng mà nose thì là một cái là mũi thôi. Như vậy chữ you đó là you số ít đó. You smell như vậy là toang. Động từ hiện tại nó sẽ là gì? Smell và hear. Smell và hear. Không. Cô Hoa, cô phải biết tuần tự chứ. Toan nè. Cô phải là ngửi rồi cô mới nghe. Ngửi và nghe. Chứ không có cô biết cái đó là cô biết khác rồi. Cô biết nghe rồi cô mới chuyển qua ngửi. Thứ tự của nó sẽ là gì? Trong cái câu tiếng Anh đó là you smell with your nose and hear with your ears. Như vậy nghe trước rồi mới ngửi sau. À, xin lỗi.
Ờ, sao lại ngửi trước mới nghe sao? Để con chia cái này xong rồi con sẽ ngửi. Rồi lát con chia sai. Rồi, ngửi trước mới nghe sao? Ở dưới chặt với anh lời. Đóng tôi ngửi là gì chị Duyên? Hôm nay ngửi là... Ngửi là ga, 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 ga. Hả? Ga tí. Ngửi là ga tí. Ờ, ga tí. Nghe. Nghe là xuân lần tí. Rồi. Xuân lần tí. Các bạn đổi vị trí nha. Đau quá. Gà giá. Và động từ chúng ta có dùng chữ chát được không? Hai động từ đó. Không. Mà đây tức là you smell with your nose and hear with your ear. Như vậy là cái gì? Cái smell chúng ta dùng cái gì? Bất biến quá khứ phân từ, tức là phải ngửi trước rồi bắt đầu mới nghe sau. Đấy. Cho nên sẽ là ga nhí qua. Ừ. Chị học cái chữ á trong cái căn đó là chuyển thành nhà nhà cái xa gì đó, đi ga nó lên. Tại đúng nhất thì đúng sao là chuyển nghe thì ga cái chữ á từ năm cái căn đó. Này hả? Ờ, tại vì ở ngoài chị thấy nó rồi chưa? Dạ. Rồi thì xuống. Rồi thì xuống. Rồi để sửa sửa. Rồi thì xuống. Sẽ nói rồi thì xuống. Cái câu số 4 còn chưa có biết cái câu số 3 chưa biết được cái bước thứ. Để sửa sửa. Câu số 4, câu số 4 dịch rồi đúng không? Kumari Akijane Tukara Tăng Gia Chá Tí rồi đúng rồi. Chá Lê Tí. Rồi. Nó đổi thành gì? Nó đổi thành A. Cho nên tung cũng tương tự như vậy luôn. A. Cho nên tung. Cho nên toa. Nhà cá tí. Nhà cá tí cầm nhà cậu bé một tí rồi. Nhà chiến tùng. Nhà chiến tùng. Nhà chiến toa. Nhà chiến gà chi. Rồi. Ni tông hàn tông. Tại cô ghi là hàn tông hàn đi tông. Cô ghi hàn đi tông. Vì sao? Sao sao? Hát tông. Hát tông. Hát tông. Biết chị làm nó mở. Mở. Đi tông. Tôi biết cái này sẽ. Hàn tông. Hàn tông. Rất lưu lắm. Ồ, người căng bằng há ráp rồi đúng không? Há ráp. Thì há đi tục rồi. Há đi tục. Cho nên tùng rồi đúng không? Và dạ rồi. 56 rồi mời mời cô Nghĩa. Mời cô Nghĩa 78.
7, 8. Vậy giờ thằng chẳng có mấy. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. 256 90. Rồi rồi. Connection successful. Rồi, chúng ta có câu số 7.
Mayanne. Khi bị chặt khu một đấy nhỉ. Rồi, câu số 5 của Huy đúng rồi. Câu số 7. Câu số 7 của chúng ta sẽ là gì? Having gone to hear the doctrine, they said on the sand. Chúng ta sẽ thấy là động từ cuối câu sẽ là gì? The sand on the sand. Thì trước chúng ta có having gone. Chủ từ sẽ là đây hả? Như vậy là T là bất định khứ. Phía trước chúng ta có một câu biến mất từ từ là gone to here. Ở còn having gone thiếu cái đó là cô. Tức là họ nè, sau khi đến đó để nghe pháp đã ngồi trên đống cát, mang nghĩa rằng là gì? Họ sau khi đến đó và ngồi trên đống cát để nghe pháp. Mày có cái tiếng này là khi chúng sáng xuống xuống đến nghe pháp. Đến nghe pháp. Để như vậy cũng được. Thì găng toa. Rồi. Câu số. Có nghĩa bằng hoặc cái chữ ý nữa chứ. Không, tại vì phía sau cô cộng, cô cộng ba là đồng nghĩa là cô phải có là số ý tung. Là phải ý, hiểu không? Số tung là hình thái là đặc biệt thôi. Tại nếu mà số tung là cô phải cộng trực tiếp thôi mà không có na. Còn mà có na là phải là số ý tung. Cho nên thì đáng lẽ là biết phải số ý tung trước rồi mới gạch chéo là số tung sau. Rồi bằng đó là bằng cái số tung như vậy, người ta sẽ hiểu là cấu trúc là sai. Nó phải xuống ý tung rồi mới thấy là chéo nó thành số tung. Tức hình thái khác của số tung. Xuống ý tung là dưới. Rồi. Có thể gạch chéo là số tung cũng được. Đấy, thì như vậy người ta sẽ hiểu được là xuống ý tung. Xuống đi toàn, xuống toàn. Xuống cực ý toàn. Xuống niềm xuống, xuống nông. Xuân nằm xuân hay là cái thế để cái thế nghe này rồi kiếm của nó và cái thế đi này xuân niềm số xuân nông đi rồi xuân nằm tú xuân đi sàn tê xuân này đâu trên kia sửa chưa à rồi sửa đây hả. Rồi, các vị coi lên câu số 6 này. You smell with your nose and hear with your ear, with your ears. Ở đây tức là tao quá, băng nè, tao quá, gà nè nè, gà dí toài chứ không gà dí tung được hả? Không có chán hả? Tức là hành động đi trước, gửi trước rồi bắt đầu mới nghe sau, rồi bỏ toán luôn. Thì tao quá thì mình chỉ sử dụng một cái thôi. Số tên á, số ní. Số gì? Thì tao bất định khứ là cái gì? Here là hiện tại hả? Không là bất định hiện tại. Vậy vô như vậy là số gì? Qua đây là số nào xí? Số nào xí? Số nào xí? Số nà sĩ số nà sĩ số nà phòng á phòng sĩ số toa số ni toa số toa số ni toa số cộng nà toa
Suni suno su cộng na. Không có rồi, biết vậy thôi nhưng mà không có hình thái đó nha. Lấy bộ hình thái này để chúng ta gà dí toàn gà cộng giá cộng ý toàn gà dí gà nhá yêu rồi Duyên này, chụp chị Duyên này, chị Duyên, chị Duyên chụp. Dạ, dạ. Nằm sáu bên này xong rồi. Gắm mình tú hả? Con lấy trăm luôn trăm vào luôn. Không được, tôi xin phải như thế này. Là cô đang mệnh lệnh cấp đúng không? Dạ. Dạ. Không có hình thái này. Gắm mình tú có bao giờ có hình thái gắm mình tí không? Không có gắm mình tí. Tú như thế nào nó tí y chang vậy luôn. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi mời cô Trang. Mà cái Trang thì có làm chưa vậy? Trang làm rồi đúng không? Dạ mời cô Trang vậy. Năm 6 7 tháng 9, 10 vậy. Nhiên chụp đi chị. Em chụp năm 6 rồi chị. Câu số 7. Chúng ta coi câu số 7 nha. Câu số 7 là đúng rồi nè. Hôm số ni ta chưa chưa? Số ni toa, số toa. Số niềm số số. Đồng. Rồi, ok. Số ni làm số. Số ni sợ tiếp. Dạ, năm 6 chụp rồi được không? Dạ, dạ, không rồi. Số ni dùng. Gần toa. Số 9 thì gần toa. Gần toa. Số 9 toàn là. Gần toa. Rồi, đúng. Gắm điểm số, gắm điểm số gắm một. Dạ rồi, tương lai gắm biết xanh tí, khả năng cắt gắm mây vô mở. Biết chạm tố. Dạ rồi, nguyên thả là gắm tôn. Dạ chị Tùng, dạ đúng rồi. Có 7 xong rồi nhỉ? Cô là có 7, có 8 rồi. Dạ rồi. Câu 7 tên đâm măng xuống ní tung gan toa hả? Gan toa chứ? Gan toa nhỉ? Dạ, không, anh Huy ra này. Chị em M đó là N nhỉ? M là N. M không có A gan, không có A gan, không có A gan toa mà gan toa chúng ta được rồi. Gan toa trước là xô tung, xuống ní tung được. Having divided his wealth, the rich man gave them to his son and daughters. À đây chúng ta có chú thích số 1 là heavy divided chúng ta dùng từ đó là ba chia toa nhỉ, ba chia toa chủ từ cho cái câu số 9 là gì?
Chủ từ câu số 9 là gì? Chủ từ câu số 9 là những người giàu có. Ghê vậy à? Những phú gia hay là một phú gia, nhìn cho con số đâu ra mà ngon chứ, giữ vậy à mà vẫn để the rich man chứ vậy, the rich man, the man là người giàu, một người giàu khi là chị em thì đó chị tin tưởng em vậy đó, sẽ chia là ba 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 cô cha cha là ta đang học về danh từ đá nó qua nam tính à, bạn kia nam tính là đá nó qua nhưng mà cái này là đặc biệt mà cái chữ học tôi nhớ là đặc biệt và dạ đây bạn kia đây nè chia cái nhập rồi chị nhập nhập bạn kia rồi ờ, nó qua mà sao mày cũng có vậy. Tại vì nó là tính từ, khi mà phía sau nó có một danh từ mà trung tính đó, thì nó phải chia trung tính luôn. Mà đằng này nó không có một danh từ mà phía sau như vậy tâm thì nó phải chia nó danh từ nam tính. Cho nên qua. Rồi. Rồi, sau khi phân chia tài sản của mình rồi bắt đầu mới cho các con trai và con gái, mới cho chúng à, đến con trai và con gái của mình à. Sắp sẽ đưa ra đó nha, chứ chưa nhiều thế đệ như là thiếu rồi đó, thiếu của mình. Thiếu của mình gì là này. Ta để lên phía trên luôn, đá nó qua tắt sát, đá năng. Thêm tắt sát thì bằng, đá nó qua là thêm cái tắt sát này, chữ đá năng. Ờ, tắt sát. Trên tắt sát. Rồi ba chia toa, rồi phân. Tiếp tiếp. Cái này có tắt sát không? Không, quá xa. Muốn đi lên, tại vì ở trong câu người ta vẫn có tác xá là hít xanh là đo ra 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 ghi tác xá nữa, tác xá tác xá tác xá tác xá cũng được á, chữ nào được rồi. Mà bây giờ đó là hít xanh, to hít xanh, to hít xanh là son và daughter, chúng ta chia theo gì, cách gì, cách thứ tư là cho đến để nha, tại vì chủ, tại vì cái đối cách mà cho cái động từ mà cho đó là gì, là đem trong hoặc ghép được rồi, đem trong hoặc đơn đó, đó là tài sản đó, đó. Ừ, chứ không phải là bút tê là đối cách nha, mà bút mà đem mới là đối cách. Mà những đứa con trai như vậy là cái gì thì chia rất nhiều. Rồi câu số 8. Câu số 8 chính thực sự câu số 8 nha. Câu số 8 là the people are not able to purchase with them with their gold. Tức là người ta không thể mà mua trí tuệ với gì? Với tiền tài, với vàng bạc của mình, với vàng bạc của họ. Manusa Subhanena. Nhà năng kini tông nghe tông nghe sắp quản tính còn cái chữ gì, còn cái chữ là their gold được cô, their trong cái đề của nó là with their gold, với tài sản của họ, để chúng ta thêm cái trước cái chữ mà xung quanh đi đó, chúng ta thêm cái chữ mà của họ đó. Của họ. Tassa
Chi của họ mà sao là thất sắc? Tê xăng. Xung quanh nền á, hai chữ N đều chấm dưới cả. Rồi. Hoặc cách viết thứ hai là cách viết gì? Cách viết giống như cái câu trên đó. Chúng ta nhớ câu trên không? Cái câu trên mà cái câu mà ở đây này. Đã nó hoàn toàn là xung quanh nó to là ra năng lắp đung nó sắc cô đi. Chúng ta hiểu không? Nè, nhìn lên bảng câu 18. Nhìn lên bảng câu 18. Câu 18 này chúng ta nói là cái gì? Tức là cái người có nhớ đức như vậy đó thì không thể nào đạt được trí tuệ sau khi mà bố thí vàng vào. Mang nghĩa là với cái việc mà gọi là bố thí vàng đó thì không có thể mà đạt được trí tuệ. Chúng ta hiểu không? Yeah. Một là cách viết giống như vậy. Hai là cách viết là chúng ta có thể là xung quanh nê lá cũng được. Cho nên cô viết hai cách viết cho sư đi. Và cái này có hai động, có một động từ này là sư còn ghi có động từ cái câu đó là cái nghĩa là cái gì? Cái nghĩa đó là cái gì? Tức là người phú gia đó không thể nào đạt được trí tuệ sau khi mà bố thí tài sản, nghĩa không thể đạt được trí tuệ nhờ vào tài sản, mình hiểu không? Nhờ vào tài sản mang nghĩa là nó là sau khi bố thí tài sản, chứ ông có tài sản mà ông không bố thí đâu có làm được công đức, nó chỉ là phước vật thôi mà, mình hiểu không? Cho nên viết cái cách đó là một cách rồi, bây giờ con viết thêm một cách nữa cho sư, viết cái cách giống như bên kia thì như vậy nó mới bảo tồn, nên nó mới bảo đảm. Viết thêm một cách dịch nữa. Để sang rồi. Giờ anh tới thì viết dưới đi vậy. Tại nhiều đấy nha, có viết hàng nó không đủ đâu. Cô bao đó đi, cô viết dưới cho sư. Một hàng như nó viết không đủ đâu, rồi viết dưới luôn. Rồi viết đó luôn. Viết cái cách giống như bên đây này. Sử dụng là hai cái bất biến quốc của người sư. Người ta không thể nào mua được trí tuệ với tài sản. À, thôi, cái đó được rồi. Thôi lấy cái đó không được. Cái này mua với tài sản, cái kia đó là đạt được tài sản. Cái tài của cái tiền tài của mình. Cái tài của số nhiều hay là số ít? Dạ. Số quan đề hiếm hay là đề lắm? Hay người ta là câu đề số ít nhỉ? Số quan đề khá nhiều. Câu số ít. Đấy, có nghĩa bao chỉ mới nốt xa phía trên không nè? Như hình chữ đó. Câu số 9. Câu số 9, having divided, right? It's well, the rich man gave them. Asa là Buddha ăn chát, Bitaran ăn chát, rồi, Dandi, rồi. Dandi, ăn Dandi. Không, nhưng mà chúng ta vẫn còn thiếu cái gì? Vẫn còn thiếu cái đối cấp. Dandi và Dandi cái gì? Còn bước ta đang là cho đến những người con trai và những người con gái, nhưng mà đối cách đó là gì? Chúng ta đã chỉ đem không? Trong cái đề này cái đem rồi chứ. Rồi đối cách đó không? Không có họ tài sản chỉ đem là tài sản. Đúng rồi. Rồi rồi đó. Ở đây đây. Thế này con biết cái con hiểu cái nội dung của nó là cái tài sản nên được chia, nhưng mà con không biết dùng cái từ gì. Ừ. Phía trên chúng ta dùng đá nê, rồi phía trên chúng ta dùng đá nê đó hay hơn hả? Đá năng á, thì tại vì chúng ta dùng phía dưới là tăng tê thì chúng ta dùng đá nê, tăng e hả? Đá nê tài sản đó, chúng ta vẫn còn một số nhiều như vậy thì thấy gì
Số ít số nhiều đều sử dụng một hình thái đó hết hả? Nhưng mà tại vì phía sau là chị đem á, phía sau chúng ta dùng đá nê là đúng rồi đấy. À. Chứ phía trên mà chúng ta dùng đá năng thì phía dưới chúng ta dùng chữ tăng, nhưng mà chữ tăng thì nó lại không có đúng theo mà tiếng Anh vậy. Well này là sự giàu có, cả một số ít số nhiều đều dùng sự như vậy cả, tài sản giàu có. Số 9. Tassa wasum da nam ba chi toa da wa sum da wa na tassa bu ta nam cha di ra lan cha ta yo ani trật lại anh Huy ạ. Trật lại nha câu 9 nha. Dạ câu 8. 8 nhiều ổn rồi. Ok. Ký ni tung. Kini tung kini tung tung kê tung rồi ok kê tung kê tung kê tung là ghép trực tiếp cho luôn con phần nào luôn dạ à. Thôi là ký cũng như nào luôn là ý là kia là kê tung ký tung ký niệm số ký tung ký nào niệm số ở đây chủ tịch là số nhiều ha Manusa ký năm tốt ký lý sanh ký ký này dùng ký ký toàn rồi sắc con tí sắc cả nà tí rồi ok con tí sắc kim số à sắc cô đấy là sắc kỳ toa sắc kỳ toa dễ được sắc kỳ toa sắc cú đi toa nhỉ nói được được sắc cú từ động từ sắc cô đi sắc cú nào tí đó đều được cả sắc kỳ tùng sắc cây dùng cô chờ xíu yeah. Dạ có nha. Có nha. Sắc kỳ toa đó. Đó đúng rồi đấy. Rồi, tiếp. Xong rồi đúng không? Được rồi. Dạ. Một câu bán xong. Dạ rồi. Mời Sắc kỳ tung. Sắc kỳ nào kế tiếp vậy? Xong chưa? Chị giật tiếp đi. Dạ có. Thưa đi, mỗi người. Chị giật rồi. Rồi. Chị giật rồi. Không làm cho mấy thường là có chương trình anh sẽ nói làm cho mấy người sẽ một ủa này có nghĩa là câu có nghĩa mới là có một câu đúng không? Dạ. Thì nghĩa là số 10 đi. 10. Mấy đi xem. Dạ số 10 luôn đi. Vậy là em 11. Vậy nó bị lẻ nó rồi. Bà có một câu vậy. Toàn không tổ không có. À mà cô muốn để em coi lại. Cảm là câu 9 vậy. Còn là câu 9 nha cô. Giờ 7, 8 rồi. Câu 10. Rồi câu 10. The maidens went out of the city in order to bask the river, yeah. You want the yeah, you want the yo, right? You want the you want the yo. Đọc từ chính của nó sẽ là cái gì? Went out. Went out. Went out of. Went out of the city. Đi ra ngoài. Chúng ta sẽ có là để tắm ở trên trên cái vòng dùng sau. Ngày 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Năm người này sau, tại vì chị ngủ tối rồi, vậy là chị chưa lớn. Trang lên trời, trang chưa lớn. Nhưng mà chị lo trang cái bài lớn. À đúng rồi. Vậy là em 11. Nagara. Nagara là thành phố, nhưng mà chúng ta là when go out of. Bất định khứ.
Bất cứ mà vú nó quá tiên là số nhiều mà. Nikhamati. Nikhamati đó là bất biến quá khứ tương tự. Bất định cứ đó là nikha. Mìm xuống. Nikhamati. Ba chát tí đó, ba chia toa các bạn bị kéo dài ra. Ba chát tí. Câu số 10 là hai như tu là hai giáp tí là ha là hai như toàn là hai nghiêm xuống là hai dung là hai dây dung là hai dân tố là hai dít tăng cái đó tôi khỏi biết cái đó cái Hãy
hát nữa. KKH. Đó, chị hát. Nó là Nick Hunter rồi. Rồi, kế tiếp. Mình cứ chuẩn bị hết rồi. Rồi câu 10 ha. Nick Kham Im Su, Nick Kham Ma Tế, Nick Kham A Im Su. Nick Kham Im Su cho tập bài án nữa. Rồi, Nick Kham Im và Nick Kham Ma. Nick Kham Im Tô, Nick Kham Ma Tô, Nick Kham Im San Tế. Rồi, chúng ta có số 10. Có số 10 không? Câu số 10 xong rồi tới câu số 11, số 12 là cô nghĩ nào? Chị Duyên chụp cái câu số 10 chứ hả? 1, 12. Nhìn con khảo tí cái chắc lưỡi rồi bắt đầu. Điện hiện là bất cộng điện bất mạng phải bất mạng ra nó mày ra bất cộng bộ lắp phan tí khá phan tí cha chuyện gì rồi cha ông ha. Thì coi dùng coi từ đá đa tí đi xem. Dạ rồi, đá đa tí bất định cứ là đá toa. Đá toa là cắn đa bằng với toa A là thành A. Rồi đá tí đá tí là đa. Nhưng mà đa được gấp đôi lên nữa. Đa được gấp đôi lên rồi bắt đầu nó đã A đầu mới dưới là á là thành A là thành á. Nó mới thành rồi âm định đá đá rồi lên bên đa đây. Đa đa rồi A đem mấy số mở cộng ý với thành đa đi. Mình lệnh cắt lệnh là không được. Mình cần lệnh cắt thì khi con ta đây biết kiểu này này. Để con biết cái ngưỡng cam biết ngưỡng cam rồi biết có công mở tất. Như thế này. Đa đa cộng ý xoáy cho mẹ. Rồi mình là cách không có đa đố nữa. Mình là gì?
ngôi đó là ngôi gì? Bậc thứ ba là số ít. Số ít thì phải đó đa tú. Rồi tiếp ra đó đây nhá. Đa làm cái ta được nghiêng ngửa căng thì đó đa luôn, còn phải ai nhá luôn. Rồi ok. Đây không biết cái đó đi. Em là còn đủ luôn đó. Không, cái này phải viết giống như đồng tiền phải luôn á. Hai cộng A tú đây một tô lên cộng còn nhớ còn nhớ thầy cái con nhớ được chứ còn biết rõ nhưng mà chi nhẹ trong cái sạch cái quận ra nó không có, nó không chi tiết rồi cô lan chặt cái bên đây gửi cho lên rút luôn câu số chín để xong rồi ăn tế bị đau hả? 11, 12, 13, 14 câu số 11 là there were umbrellas in the hands of women, hands of the woman on the road. Động từ chúng ta sẽ nói là bất định khứ là there were. Chúng ta dùng theo ngữ cảnh as, nó có bất định khứ mà đúng không? Đúng rồi, bất định khứ there were umbrellas, về chủ từ in the hands of the woman on the road. Chữ từ trên on the road rồi bắt đầu woman hand umbrella rồi bắt đầu động từ mà cảnh as. Bất định khứ cuối cùng they were, yeah, they were là sang tế là hiện là không they were là bất định khứ sang tế là hiện tại rồi đấy yeah. Nhầm rồi chia lại đi nhỉ bất định khứ I were mà rồi ta người thứ hai người thứ ba người thứ ba số ít hơn rất nhiều. Trời, umbrella mà chủ từ umbrella số nhiều hả? Chỉ một đúng không? Dạ. Chỉ một. Cây dù à. Rồi, là cái gì? Sạch tí là hiện tại. Vẫn đi dính nữa. Dạ. Acid. Acid là mới số ít. Acid. Trật nữa rồi. Umbrella là ngôi thứ ba số nhiều là Azon. Azon rồi thêm cái động từ mà bao quát tí nữa mà chia theo đó là gì? Cạch chéo cái kia thêm động từ bao quát tí nữa chia theo bất định khứ. Yeah. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là umbrella. Cô, chị Duyên có vị trí đó này. There were umbrellas in the hands of the woman on the road. Thì như vậy là the road trước, the woman sau, the hand sau nữa, rồi umbrella sau, và cuối cùng đó là động từ. Thứ tự là như vậy nha. Thứ tự mình nhầm rồi đó. Vậy là cuối cùng là động từ rồi. On the road phải lên trên. Mắc ghê cho trước thì bắt buộc lên, hồi nãy nói rồi. Là nó on the road lên trước, the woman sau, rồi bắt đầu the hand kế tiếp, rồi bắt đầu umbrella, và cuối cùng là động từ. Okay.
Nhưng mà ở đây nè chị nghe là có những cây dù ở trên tay của người phụ nữ trên đường, mang nghĩa là của những người phụ nữ đang đi trên đường đó, đang đi trên đường, dùng hiện tại phân từ vô. Gắp chân tí, gắp chân, gắp chân tay, chân tay. Của người phụ nữ trên đường, của những người phụ nữ trên đường. Ở trên đường. Của những người phụ nữ ở trên đường, là những người phụ nữ đang đi trên đường đó. Nhưng mà đâu có đi, người ta đang trên đường, đang đi đó. Nhiều khi cũng được rồi. Ghê, gắt chân đó, đừng có cái chuyện. Chị hai đồng tiền rồi á, đúng rồi. Để uống nữa, rồi chân cái gì đó. Rồi rối rồi. Vậy là mắc ghê. Rồi, mắc ghê là cái gì nữa? Gắt chân. Động từ cái chân tí đó, là cái chân tí chúng ta học chưa? Chưa. Chưa học rồi, từ xưa cũng đây rồi. Hồi ở đặt điểm Bali. Giáp chân tay là không từ xưa, không chân tay là. Không, tại vì phải dựa vào của mình. Của mình chia cách gì thì phải cái chân tá đó phải chia cách đó. Không, của mình không nhiều chị. Của mình là ọp. Của mình mà ọp thì của mình, cho nên chị ọp đó ha, chị phải chia cách nào số nhiều thì cái cách chanh bá đó mình chia cùng cách đó. Của mình là số nhiều. Dạ đúng rồi. Đó là women hả? Women. 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 Cái này là women. The hands of the women on the roads. Of the women. Of the women là gì? Wanita hả? Chị dùng chữ gì? Wanita đúng không? Rồi nè, không phải chia số nhiều. Ừ, chia số nhiều. Nari năng. Nari năng. Nari năng. Ừ, nari năng như vậy là cái chân ta năng, cái chân ta năng, wari năng. Ừ. Tại vì chỉ cung cấp mà. Nari năng. Nari năng. Rồi. Rồi bây giờ in the hands trên cái tay. Ba đi. Ba đi. Rồi giờ ba đi xuống hoặc hát thê xuống được. Ba đi xuống n ở chấm dưới. Ba đi xuống, ba đi xuống. Ní xuống. Đi đi đi. Rồi ba đi xuống. Rồi. Rồi. Rồi giờ tới cái dù. Chắc ba ní. Trời ơi, giờ lấy động từ ở dưới rồi có. Ờ, giờ động từ đâu? Asum. Không. Asum. Santi. Cái gì dù Asum hồi nãy kia? À, Asum. Buổi xong rồi nhắm đi, nhắm nhớ bạn. Cái này là trời quán tính. Được ôn với giống giống ở dưới thì được viên chi nhắm sát rồi. Dưới ở dưới thì được. Ở dưới là mình xác từ nó ra đây rồi thì rồi tiếp rồi đến cắt đấy quên bao hát thà năng nữa, trên trên bàn tay mà anh Huy hát than năng là trật rồi nha, sửa lại câu 11. Cái này là không dùng cái bát quá thì bát quá tí á, tí chứ cái động từ asum đâu có tự thứ đâu. Có tự thứ. Chị dạ. Chị asum chị gạch chéo cái chị ghi là hả? Cái từ bát quá tí. Đoạn cái viết khác hả cho nó rõ. Ai chú ý được mình hết đó nha. Bát quá asum. Viết đằng trước có cái bước chân cho nó rộng chậm. Bao quá tí thì nó mới chi như vậy thì bao gồm bao nhiêu số nữa, bao gồm bao nhiêu số, có cái nào rõ thì biết. Các bạn không sao đâu, các bạn không sao đâu, khi nó không sao đâu, không mấy cây là được, được không? Được. Yeah. Rồi. Càng ăn thì càng buồn á, dạ rồi cho biết chị ba cái gì bao gồm bao nhiêu số không biết trên được chị biết luôn cái phần đọc từ đó bao gồm luôn không biết lần trước đi rồi câu số 12 having struck her with a weapon the enemy wanted the hand of my mother-in-law
Như vậy tức là sau khi đánh cô ta với vũ khí. Không em. Đúng rồi, giờ như vậy kẻ thù nè đã làm tổn thương tay của người mẹ vợ của tôi, tức là kẻ thù đó sau khi đánh mẹ vợ của tôi với vũ khí đã làm thương tổn cánh tay của bà. Câu số 12 đó là làm thương tổn cánh tay của bà. Quá ni tăng, quá ni tăng n chấm dưới nha cô Trang. Quá ni tăng akasi n chấm dưới, quá ni tăng n chấm dưới. Quan lý tăng, mà cô coi cái câu tiếng Anh đây này, tức là kẻ thù, kẻ thù nè, sau khi tấn công, sau khi đánh mẹ her đây, anh chị đã mó đi cho bạn mó đi rồi, mẹ vợ của tôi với vũ khí đã làm warning, đã làm tổn thương cánh tay của bà. Mà làm tổn thương là quá ní tăng n chấm dưới, quá ní tăng n chấm dưới đã làm tổn thương cánh tay của bà đâu. Kế tiếp sẽ là cái tức là bằng cánh tay khi ta dịch ngược lên, tức là hấp thê. Không, cái chữ hấp thê phải để phía trước cái chữ quá ní tăng. Làm tổn thương, làm tổn thương cái gì? Làm tổn thương cánh tay. Để bắt đầu đi ngược về trên. Những cánh tay như in the hands are. Không thể hen 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 hết ra rồi. Cánh tay, mà cánh tay của ai? Như vậy là xuống xuống da của mà of my mother mà chữ her đây ám chỉ tức là gì? Of my mother đó hả? Cái câu tiếng Anh đó các bạn hiểu không? Các bạn lưu ý lên câu 12 đây này, câu tiếng Anh đây này. Heavy struck her with the weapon, the enemy wounded. The hand of my mother ignored her. Như vậy chữ her này ám chỉ là my mother ignored. Kẻ thù nè, sau khi mà tấn công mẹ cô ta nào là mẹ của mẹ vợ của tôi nè, với vũ khí và đã làm phương hại, đã làm tổn thương cánh tay của bà. Cho nên cái chữ her này chúng ta phải dùng là my mother ignored lên trên đường. Tại ủa sao tắt vậy? Chị có nhiêu đó thế à? Yeah. Rồi a xong là as cộng as cộng a cộng ung. Còn là ta đâu? Ta hát. Nó trường âm lên chị. Á à, là trường âm lên cái này. Rồi ba vung nè. Ba qua tí ba vung là bu á ung. Rồi bất biến quá khứ phân từ trường âm cái chữ as lên chị. Bất biến quá khứ phân từ là ba quý toa là bu toa. Bu toa chứ không bu toa nhá. Bu toa à, bỏ trường âm. Ở đây, ở đây, ở đây. Đúng rồi. Cái chân là phải thêm cái nữa là A trường hóa âm A thành A à, rồi bu, bu, bu. Ở đây là ba quý toa. Rồi có vậy thế hả? Vậy vậy hả? Không vậy.
rồi bao quanh tú, bao quay hay gì, bao quanh tú là bao quay chung, rồi tiếp nữa, nó vậy nó viết ít vậy thì tiếp 12 luôn đó. Chị là con 11 hay mười mấy? 11. Chị con làm con. Ủa con 11 hả? À, 11 với gì? 13 đi. Dạ. Có kia là 12 rồi, lát nữa là 14. Thì nó hết rồi. Từ từ nó lộn chị con là con 20. Từ từ nó đổi nó lộn vậy nó mới hay vậy. Vậy chị là lâu lắm. Chị chị 12 13. Chị Duyên là 13, 11 với mười mấy? Con 11 với 20. Thế vậy đi, vậy đi chia rồi chia hết rồi 20 là chị lên làm này chị giúp chưa? Bây giờ là con 13. Ồ. Con 13 là mình tăng chén. Dạ thôi chắc cô Trang là xong con đó là nghỉ 11 giờ. Ủa quyết định sáng xuống. Quyết định sáng xuống thì con phải lên. Dạ dạ đúng rồi. Chị chưa ngờ. Mà từ xa. Chị nhắc về chị mà mà chưa làm ở đây làm đi sư còn hả rồi nó xuống. Im lặng để cho cô Trang có làm. Rồi. Như vậy là sắp tốt a du đề đã bằng cái vũ khí nè, ba đi toàn. Sau khi như vậy thì bắt đầu nó má 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 mẹ của tôi quá đi tâm ca sấy. Rồi như vậy câu dịch là ổn rồi nha. Như vậy tức là sau khi 12 tức là sau khi tấn công, sau khi đánh bàn, sau khi đánh bắn bằng cái vũ khí Ayurveda đã phá đi qua, rồi bắt đầu Vanita Akashi đã làm tổn thương cái cánh tay của mẹ của tôi, mẹ vợ của tôi nha, má má hoặc là bê như là được sử dụng được đó. Bahari toa tức là bá cộng há rất cộng á cộng ý toa Bahari toa Bahari toa tức là nó bắt cá nè, còn như toa cá thì nó bỏ luôn thì cá toa rồi aka đâu ra cái chữ mà aka rí này, chữ á ở đây là bất định khứ chứ không á mà là trường âm nhé, không phải là cái gì, không phải là bắt cá không phải là tiền tố nhé, đâu ra mà có vụ thầy đây, bất định khứ là gì? Ở đây có bất định khứ rồi này. Ở đây là phương tự thì cũng là Akashi thôi. Từ đó từ caro tí này nhỉ. Cho nên là câu này khó biết hả. Rồi chụp đi. Dạ. Rồi chúng ta hồi hướng nha. Buddha sasanang kirantikato, Buddha sasanang kirantikato, Buddha sasanang kirantikato, sadhu, sadhu, sadhu.